Chú đó đi là một người đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, thì có xem kênh của chú thì có gọi điện cho chú á, thì nói ngỏ ý như vậy, nếu muốn cưới con và sau đó sẽ lo hết cuộc sống bệnh tật cho mẹ, cuộc sống mấy em, thì ý con như thế nào, em con có thể trả lời cho chú đó cũng như ông bà cô bác biết được không? Con cứ trả lời cái thật tâm của con á. Giờ biết nói sao, nó đi rồi giờ mình cố giữ lại cũng đâu có được đâu. Ở Đồng mến chào quý cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thì Đồng gấp rút quay trở lại thăm lại hoàn cảnh của cô gái 17 tuổi quý cô chú anh chị ạ, muốn dùng thân mình để cứu mẹ. Ở vì những video trước thì có một anh Việt Kiều thì muốn hỏi cưới cô gái 17 tuổi. Sau đó sẽ lo mọi thứ, cứu mẹ này và lo cuộc sống cho tất cả người em của cô bé luôn, cô gái 17 tuổi luôn. Khi đó thì cô gái đang cũng do dự, mà gần đây thì Đồng nhận được một thông tin cực kỳ sốc từ cô gái cũng như là những người thân. Thông tin đó gì, sốc như thế nào, có phải là cô bé bé đồng ý lấy Việt Kiều hay là như thế nào, thì lát nữa vào đó Đồng sẽ chia sẻ với quý cô chú chị. Bây giờ thì Đồng kính mời quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Thực sự là Đồng bữa hôm đang đi thiện nguyện quý cô chú chị ạ, thì được bé 17 tuổi á có thông tin cho Đồng, một thông tin cực kỳ sốc, Đồng không tin là sự thật luôn. Em chào chị nhé. Chào chị. Hôm nay thì xuống đây thì trời mưa rất là lớn luôn. Cô chào hai con. Thôi Thôi con chào bà nội, con chào bà. Bác xuống bác. Dạ. Tại vì con đang đi thiện nguyện á, mà nhận được cái thông tin của bé 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 lớn gửi thì con cũng hoang mang luôn. Con chào bà nội nhé. Nói chung là con nghe thông tin, con không tin sự thật luôn. Dẫu biết rằng là cái điều này đã được báo từ trước rồi, nhưng mà khi mất thì mình cũng không có tin được bà nội nha. Mất bất ngờ quá không tin được nha. Dạ. Hôm hẩm đi hôm lúc đó là đi lên làm việc luôn đó, là tới suốt luôn, rồi về về tới ngày mất là một ca được 1 tháng. Dạ. Về là ăn uống gì cũng không được hết trơn, là nằm luôn vậy đó. Cái đợt con thăm sau cùng nhất là cũng mới đây nhỉ, là cái đợt mà tóc tai là không rụng hết đó, là từ đó tới nay là được bao lâu rồi bà nội nhỉ? Hơn tháng rồi đó, là hình như là đi, hình như là đợt đó là đi lên bệnh viện nữa, lên bệnh viện nữa đâu cỡ khoảng nửa tháng nè. Cỡ nửa tháng thì thấy đuối quá rồi, nó là thôi mẹ ơi về về nhà, rồi về về hôm về là hình như là một tay tháng rồi đó. Ủa khi đó thì đợt con đi đến thăm là nghe bà nội chia sẻ là bệnh viện chạy rồi, là về đây gia đình chuẩn bị tinh thần đi, mà sau đó mình vẫn cố gắng tiếp cố tục gắng đưa tiếp tục đi nữa, là thấy mình. nằm nhà không đành, À. nằm nhà không thuốc men gì trơn thì không đành, thì nó đi nữa, đi chảnh lên càng ngày càng yếu không, rồi nó đầu về thôi về đưa nó về này luôn. Dạ. Là được, Về về được bao lâu thì mất bà nội? cũng cỡ mười mấy 20 ngày gì đó, Dạ. về không ăn không uống được gì hết trơn, về là nó đi đâu được đâu, nằm một chỗ luôn. Dạ. Là mất bữa ngày mấy bà nội á? Mất bữa mùng hai mình á, Dạ. 9 giờ tối. Dạ. Không biết trước khi mất thì những ngày trước đó thì mẹ của bé có căn dặn hay là có nói điều gì không? nó nói chuyện không được, Dạ. lúc trước thì còn nói được á, thì hỏi chứ có cái gì cũng như là gửi gắm lại hay là có trăn trối gì không á, nó nói không có gì hết trơn. Có gửi mấy mấy cháu cho bà nội không? Chưa, hồi trước nó còn khỏe là có nói trước rồi hết rồi, Dạ. rồi tới chừng đau nhiều quá là không có nói được gì hết trơn. Hình như con muốn thắp nhang là đi vòng đường kia bà. Đây đi 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 qua đi đi con. đi. Con chào bà. Nói chung quý cô chú chị ạ, đợt trước Đồng xuống đây kết nối cũng mong là cùng với quý nhà hảo tâm bà nội ha, làm sao cứu lấy người mẹ, nhưng mà
chắc đệ do nặng quá rồi bà nội. Nặng lắm. Rồi đó là tới chừng tới ngày nó mất là mình bẩy hết trơn luôn. Nổi cục lên hết trơn. Ví dụ như cái này mà mình biết sớm, mà mình kết nối được sớm, ông bà cô bác giúp sớm thì cũng có khả năng nhiều hơn. Biết sớm chút trước là nó bây giờ là nó 5 năm, 5 năm dở di căn lại. Vì lúc trước cũng có mổ trên thành phố đó. Rồi tới sanh bé sau này là mới lên mới biết nữa, biết rồi đi liền đó. Mà người ta nói là cũng nhiều cũng như là nó di căn này. Lâu quá rồi. Nó lâu quá nó ví di căn. Ví dụ như di căn cái phần rễ nó ăn sâu xuống ăn những sâu bộ phận. Ăn sâu là nó di căn tùm lum chân luôn. Hết chỗ này cũng như lên cái nó trị được cái chỗ này cái lại nhảy qua chỗ khác. Cái chỗ khác mình trị cho hết chỗ này nhảy chỗ khác hoài luôn vậy đó. Nói chung là khi mà thời điểm con tới đây lần đầu tiên á, con trong lòng với những ông bà cô bác mà giúp cho gia đình mình á, cũng mong là sẽ cứu được người mẹ để lại ở lại nhìn các con khôn lớn. Mà nó cuối rồi, mình làm cỡ nào nó cũng không có sống được hết chứ. Dạ, nói chung mình cũng cố gắng hết sức, thậm chí là cố gắng. Người cha còn bán hết nhà cửa để cứu vợ. Rồi bây giờ bé nhỏ thì cha đang nuôi bên bệnh viện. Bị sốt. À. Bữa đó mẹ đang hấp hối là nó bị sốt. Người chạy đi về nó cũng bé cũng bớt rồi. Cũng đỡ rồi. Nói đầu tiên là con xuống đây á, con nghe tin cực kỳ sốc luôn, thì con gửi lời chia buồn cùng với cũng cảm ơn thầy. Chứ nhiều khi nó gối gấm tùm lum hết trơn rồi. Cái mấy ngữ hỏi sao có cho thầy đồng hay không? Là chưa. Không, bé rồi, lớn có báo cho con rồi. Rồi cái con bé lớn nó nói có bà nội con có nói với thầy rồi, con có nhắn với thầy rồi. Tại bữa hôm á, trước lúc mà người mẹ mà 5 ngày trước đó là bé lớn có nhắn cho con. Là nói là mẹ con nay yếu lắm rồi không ăn được gì. Không ăn mà lúc đó hết nói chuyện được luôn đó. Dạ. Lúc đó là hết nói chuyện được rồi, hỏi cái gì thì cũng nhắm hết mắt hoài, hỏi nín thinh, uống nước hỏi thì gật đầu một cái, không ăn không uống gì hết trơn. Thì đó thì kiệt sức rồi. Kiệt sức rồi. Giờ là mấy bé sau này sẽ là sống cùng bà nội hả? Sống cùng bà nội. Thì cha thì vẫn đi làm rồi. Cha đi làm. Cha chắc xong xuôi hết, mẹ nó xong xuôi hết rồi cũng phải trở về công ty làm. Dạ. Chứ đâu có nghỉ được. Giờ cũng hơi lớn tuổi rồi, cũng đâu đi làm chuyện gì nổi đâu. Nặng nhọc hồi xưa giờ không làm nổi, chỉ làm công ty không à. Mẹ mất còn quá trẻ. Mấy bé này thì ai cũng tội, ai cũng thấy cũng tội hết trơn. Cả làng đều thương tiếc. Dạ. Ở sớm, nhờ sớm thì người ta cũng thấy, người ta tội nghiệp. Ta cũng lại người ta giúp đỡ này kia nọ. Chứ nó quá trẻ luôn. Giờ nó cái số nó sống tới đây với mình nhiêu thì thôi. Chứ giờ biết làm sao giờ. Mình cũng cố gắng mà lo. Nói chung là gia đình mình cũng hết sức rồi. Bán hết nhà, hết cửa, mọi thứ rồi. Cho con trò chuyện với bé xíu. Là bữa con mà đợt mà con nhắn tin với thầy đó, khi đó là mẹ vẫn còn đúng không? Dạ đúng rồi. Là bữa đó không ăn được hay sao con? Dạ, nghỉ ăn cỡ mười mấy 20 ngày luôn. Con gửi lời chào ông bà cô bác. Dạ chào ông bà cô bác. À, rồi là khi mà mẹ mất là con có ở bên mẹ không? Dạ có. À. Rồi là con mẹ có dặn con điều gì không? Dạ không, mẹ không nói chuyện được. Ủa? Rồi cái lúc mà mẹ còn khỏe thì mẹ có dặn con là lỡ mẹ có gì thì ở lại lo cho em. À, mẹ nói vậy hả? Dạ. Mẹ nói sao? Mẹ nói là nữa lỡ mẹ có chuyện gì á thì con ở lại con với cha nuôi em. Ủa, con nay có còn đi học hay là nghỉ học rồi? Dạ còn đi học. À, ngày nay chắc thi rồi đúng không? Dạ. Thi và mẹ dạy thì có làm bài được không? Dạ không được. Cố gắng ha. Mình cố gắng làm sao mình học tốt này, thương mấy em nghe lời bà nội này, và thương mấy em thì mẹ sẽ an tâm, mẹ sẽ được siêu thoát ha. Ngày mẹ mất thì con cầu mong mẹ điều gì không? Con mong mẹ là sẽ được siêu thoát. Con mong mẹ là đầu thai một kiếp khác sẽ không đau khổ như bây giờ. Chắc bây giờ thì con dẫn thầy vô đó thắp mẹ nó nha. À, quý cô chú chị cũng thực sự xuống đây, Đồng cũng nghe tin là đột xuất quá, thì Đồng cũng không có
biết làm sao bây giờ thì chắc đồng láng đó đồng sẽ gửi cho bé ít để bé cho bé lo tang lễ cho mẹ. Thì hôm bữa mẹ nó trước mẹ nó hôm bữa bữa sáng mùng 2 nó đi bữa mùng 1 đi tới bữa mùng 1. Mẹ là ngày nào mình đưa mẹ đi ăn nghỉ con? Dạ mùng 6. Là mình đưa cách đây sao mà đi dọn này ra làm sao cho sao cho nằm ở phía sau này mộ của ông bà đối diện đó hả? Đối diện đó. À, là mình đi đường này hả? Ủa đường này còn một cái đường đi nữa hả? À, chứ đường kia con thấy ngập nước nha. Cái đường này không có nước. Đường này lên chợ cũng đảo. À. Ủa hồi sáng này là con còn đi học hả? Dạ còn. Là thi hay sao? Dạ thi. À, rồi có tinh thần có làm bài được không? Dạ làm không tập trung vậy. Ừ, chứ mẹ dạy sao làm được? Đầm nếu mà đầm mà con kể cả bản thân con đi mà mẹ dạy con chịu không nổi đâu, làm con không đi học luôn. Nói chung quý cô chú chị ở cái chuyện này cũng mình cũng biết trước rồi, khi mà con thăm lần thứ hai nhỉ thì mình giống như đợt trước con có nói sau này mà khi mà đợt vừa rồi con có ghé thăm á, con có nói là sau này mà chị có mất đi dù có bệnh cỡ nào con muốn cố gắng ghé xuống đây thắp cho chị nến nhang, dù gì cũng cái duyên mới gặp nhau nhưng mà duyên chưa đủ lớn để cứu được chị bà nội nha. Thôi vậy cũng rất là cảm ơn, rất là mừng, cảm ơn nhiều, cảm ơn thầy lắm, thầy cũng tại có cái duyên, không có cái duyên có cái gì mới gặp được. Giúp được người ta có, mà bà con cô bác cộng đồng trên mà các cộng đồng á, người ta cũng hỗ trợ giúp đỡ cái đồng đó. Thì trước thì cảm ơn thầy, sau cảm ơn bà con cô bác mà cả cộng đồng trong nước và ngoài nước cũng vừa giúp đỡ hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình của cháu của anh á. Cảm ơn thầy với bà con cô bác nhiều. Nói chung là cảm ơn cháu, rất là cảm ơn quá. Nói chung là hôm nay xuống nó chia buồn cùng gia đình bà nội. Nói chung là con không biết nói gì. Thì ra đằng này thì cũng không có biết cái ơn, không biết nữa. Nói cái ơn dữ lắm, cái ơn luôn. Tội nghiệp bà nội.
Nói chung con biết bà nội đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi, nhưng mà khi mà mất đi một người thì đằng này cũng tinh thần có chuẩn bị bao nhiêu cũng không có được bà nội nhỉ. Mình nuôi, mình mến tay mến chân rồi, còn nó quấn quýt với mình mười mấy hai chục năm nay, không đành lòng, cũng gắng cố sức lo mà không khỏi, đâu giờ biết nói sao. Nó đi rồi giờ mình cố giữ lại cũng đâu có được đâu. Còn giờ bà nội cứ suy nghĩ vậy đi cho nhẹ nhõm, nghĩa là giống như là đi như vậy thì cũng giải thoát cho chị, gọi phải đau đớn thì sao? Đau đớn dữ lắm, mà nó đi mình cũng mừng cho nó hết cái kiếp khổ sở đài đạ thân xác nó quá trời. Giờ mình gắng mà để mình nuôi nắng mấy đứa nhỏ, mình suy nghĩ hoài đến suy sụp tinh thần rồi mình không có làm gì được. Dạ, bà nội có gửi gắm gì, nói gì, điều gì với con gây lớn không? Để cho bà nội có muốn nói điều gì với gây lớn không? Gây lớn thì chắc còn cũng khờ nha bà nội nha. Chưa biết được, lo được nha. Bé lớn thì giờ nó cũng còn khờ, nó chưa có biết gì. Thì giờ cũng, giờ trong trận nhà bà nội giờ phải lo cho mấy đứa cháu. Giá nào cũng phải lo. Kiểu anh cũng phải lo bà nội nha. Dạ. Những, nói chung là những người bà, người mẹ thường thường dễ nhiều khi mà có thể nhìn anh. Thằng là nhìn ăn đi cho cháu. À, nhìn anh để cho cháu đi học. Thôi đừng có nhìn anh á. Nói chung là giờ thế này bà nội này, con biết là nỗi đau này thì nói như thế nào thì cũng không khó có thể mà nguôi ngoai được, nhưng mà chị ha, coi như là mình sự giải thoát cho mẹ của bé đi. Chứ con thấy là mỗi lần tới thăm á là mẹ bé thì giống như đau đớn thể xác rất là nhiều, đúng không? Bây giờ cầu mong cho nó cháu nó về được Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ đi gì cho nó nhẹ rất là cảm ơn cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Dạ. Chúc sức khỏe, được nhiều sức khỏe. Dạ, cái video hôm nay thực chất là em đang đi thiện nguyện hướng bên kia, hướng khác bên này, bên Bến Tre. Nó phải vòng đường kia về đây. Mà con muốn xuống, thứ nhất là giữ đúng lời hứa ngày xưa có hứa với chị á, là khi chị mất cũng xuống thắp cho chị nén nhang. Thứ hai nữa là cũng muốn thông tin cho những quý nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng của quý cô chú chị mà thương yêu con trước giờ á, gửi lời động viên này, ngoài tiền bạc thì gửi lời động viên đúng không? Thông tin để cho nhiều ông bà cô bác biết được là hiện tại mẹ đã mất và về với đất mẹ rồi, để cho ông bà cô bác biết ha. Chứ nhiều ông bà cô bác cứ hỏi con là lâu nay không biết là mẹ của bé 17 tuổi đã sao rồi, có đỡ bệnh hay chưa. Mà chắc lên cái tin này lên chắc nhiều ông bà cô bác cũng hoang mang luôn á. Hôm nay thì con xuống đây thì cộng đồng ông bà cô bác người ta biết. Dạ đúng rồi. Dạ con xin trích một ít quý gửi cho bé lo cái nhang khói cho mẹ bà nội ha. Con gửi là cho bé là 5 triệu. 1 2 3 4 5. Cái này thì con xin trích cái quý mà con đang có sẵn trong người á, tại vì cái này cũng đột ngột quá, cũng không ai biết là mẹ của bé đã mất rồi. Nên con xuống đây thì thay mặt những cô chú thì trích quý ra gửi cho bé nhang khói cho mẹ. Dạ. Bà nội có nói điều gì không? Bà nội cũng rất cảm ơn thầy và những cộng đồng đã quan tâm tới cho mẹ của bé. Rất cảm ơn nhiều và chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe, được nhiều sức khỏe. Dạ, không biết nói gì hơn. Ở ngoài bà nội nay cũng suy sụp tinh thần nhiều rồi, thì con gái nói, thay mặt bà nội nói lời. Con cảm ơn thầy giáo đồng cùng với các quý cô bác trong và ngoài nước. Cảm ơn rất nhiều. Con chúc quý cô chú nhiều sức khỏe. Nãy giờ chưa hỏi bé này, qua đây coi. Qua đây. Không, được rồi. Bữa là còn trò chuyện với mẹ rồi. Thì nay thì mẹ đâu rồi con? Biết không? Mất rồi. Mất rồi. Mẹ mất rồi sao không, sao hồi nãy cô về mấy cô có nói là con cười là sao? Cái nào? Mẹ mất thì có dặn điều gì cho con không? Không. Có dặn con ngoan không? Không.
Nói chung là nói như chị đúng với chị hết. Mấy bé này chắc giờ cũng chưa biết gì đâu. Chưa ăn, lo chưa tới. Bữa nói hỏi mẹ nó biết không, hỏi mẹ biết con không, cái mẹ nói không, đây rồi. Là sao? Bó tay luôn rồi. Mẹ nó bị mê á, rồi bị não đó, rồi cái hỏi nhớ nó không, nó là mẹ nói không nhớ. Nên là bó tay luôn rồi. Bó tay với mẹ rồi giờ mẹ không nhớ, cái nó khóc. Nó nói sao mà mấy đứa mà đứa nằm mấy đứa kia hai mẹ nhớ với chăm mẹ nhớ mà con mẹ không nhớ. Cái là thôi con ơi, mẹ bệnh rồi, mẹ đâu có nhớ, cái não của mẹ đâu có tập trung được đâu. Mẹ nói vậy chứ mẹ thương con dữ lắm. Mấy bữa sau cái hỏi mẹ nó nhớ, cái là rồi không sao, mẹ nhớ con rồi, mẹ nhớ con rồi. Chứ không thôi là nói mẹ không nhớ là khóc. Cũng thương con dữ lắm. Cái gì cũng lo cho chồng, cho con hết trơn. Mà tới ngày nằm vẫn còn lo, nấm níu hoài đi không được. Đang vướng bệnh nhiều thứ, con còn nhỏ quá. Nói chung là video này lên thì hy vọng quý cô chú chị sẽ để lại một lời đóng giống là Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong cho chị được siêu thoát cô ha. Mong kiếp sau chị sẽ giống như hồi nãy con nói ha, mong mẹ đầu thai thì không cuộc sống tốt hơn, không chịu cảnh bệnh tật đau đớn đúng không? Tôi chúc con học giỏi nhé, cố gắng lên nhé. Rồi đồng chắc cũng nói chung là muốn trò chuyện với gia đình nhiều hơn, nhưng mà trong lúc này thì cũng không nói được nhiều, bà nội nhỉ. Chúc cho bà nội thật nhiều sức khỏe, chúc cho các con thì sẽ sức khỏe và học giỏi ha. Đồng cũng thay mặt cho hoàn cảnh của bé thì gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm rất nhiều. Kính chúc quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe. Đến đây thì đồng xin phép kết thúc video tại đây. Đồng và gia đình chào ông bà cô bác.